Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo Bác bằng những việc làm hành động phù hợp trên tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau là phương châm của cán bộ hội viên phụ nữ Lào Cai khi thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin tự trọng, trung hậu đảm đang. Qua đó, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, có phần tô đẹp thêm hình ảnh phẩm chất người phụ nữ. Điểm nhấn trong việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách của Bác trong hội phụ nữ các cấp là việc thực hành tiết kiệm. Thông qua các mô hình tiết kiệm, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ tham gia, góp phần hỗ trợ nhiều hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chị Hoàng Thị Mức ở thôn Cọn 2, xã Cam Cọn thường xuyên nhận được sự quan tâm chia sẻ của các chị em trong chi hội phụ nữ của thôn. Sự chia sẻ ấy có thể là những lời động viên khi ốm đau, là những món quà trong mỗi dịp lễ Tết hay một số vốn nho nhỏ để chị có thể cải thiện cuộc sống gia đình. Số tiền hỗ trợ dù chưa lớn nhưng vô cùng ý nghĩa, qua đó động viên chị nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn và chiến thắng bệnh tật. Bản thân tôi thì cũng khó khăn, cũng nhận được tiền phụ nữ năm nay thì được vay 1 triệu. Thì được vốn mua được giống vịt gà về nuôi là cũng đỡ gia đình tôi cũng đỡ vất vả. Số tiền quỹ được dùng để giúp đỡ các hội viên khó khăn như chị Mức bắt nguồn từ mô hình ba thóc tiết kiệm được chi hội phụ nữ thôn Cọn 2 triển khai được gần 4 năm nay. Một năm 2 lần đóng góp, mỗi lần chỉ 2 cân gạo hoặc 5 cân thóc thôi. Nhưng mô hình tiết kiệm này lại thực sự hiệu quả, mang đến những giá trị nhân văn cao hơn rất nhiều. Họ gọi quyên góp thì tôi cũng xét đi quyên góp mỗi người một ít thì cũng đùm bọc lẫn nhau thì nó cũng góp nhiều nhỏ góp lại thành to thì cũng giúp được chị em những lúc khó khăn. Với một gia đình thuộc diện nghèo như gia đình bà Lương Thị Hoa, thôn Nạm Khảo, xã Vĩnh Yên, thì với hơn 600 kg thóc được hỗ trợ vay không lãi, quả thực là một niềm vui rất lớn đối với gia đình bà. Với số thóc này, không chỉ giúp gia đình bà Hoa đủ ăn mà còn có thêm chút vốn đầu tư vào chăn nuôi giúp cuộc sống bớt khó khăn. Mình cái này khó khăn. Mình vì nó bán căn hết bên đây mà cái này mình cũng... Gia đình tôi trước đây khó khăn lắm, nhiều lúc còn chẳng có gạo để ăn. Từ khi tham gia vào mô hình bao thóc vàng, với số thóc được vay, gia đình tôi để lại đủ ăn, còn bán bớt để lấy tiền mua thêm con giống như gà, vịt, ngan. Từ đó gia đình cũng có thêm thu nhập, có tiền lo cho các cháu ăn học, không khổ như trước. Tôi cảm ơn các chị em trong mô hình lắm. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với những hộ nghèo như chúng tôi. Mô hình ba thóc vàng của hội phụ nữ xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên được thành lập từ năm 2011. Cho đến nay, mô hình tiết kiệm này đã thu hút được 46 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt. Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, mô hình ba thóc vàng đã góp được 5.896 kg thóc, hỗ trợ được cho 10 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tuy số gạo hỗ trợ các hội viên có giá trị không lớn, nhưng đã mang lại niềm vui cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi thấy cái mô hình ba thóc vàng đấy rất là hiệu quả. Lúc chưa làm mô hình đấy thì dân chúng tôi cũng rất là khó khăn. Bây giờ đã được làm mô hình ba thóc vàng đấy thì chị em rất là phát triển. Vẫn là đi làm rất là tốt, được nhiều thóc. Hôm mà đến vụ thì các chị em lấy về, đúng là ai cũng lấy về rất là phấn khởi cháu ạ. Thì tôi nhà tôi cũng làm được một từ 2012 rồi. Bây giờ có năm tôi bán được 5 tạ. Được 2-3 vụ tôi đến vụ đấy là anh chị em lấy về cho tôi, nhà tôi không ăn hết thì tôi vẫn bán được lúc nào thiếu, đúng thiếu thì vẫn bán được mà. Bây giờ làm hiệu quả thì
mong các hội viên bạn khác làm được nhiều mô hình thì tôi rất phấn khởi. Văn Bàn cũng là một trong những địa phương đi đầu trong việc thực hiện chỉ thị 05, đặc biệt là phong trào phụ nữ tiết kiệm đã thu hút được hơn 7.000 hội viên phụ nữ trong toàn huyện tham gia với 198 tổ tiết kiệm. Với số tiền tiết kiệm được gần 2,9 tỷ đồng, các cấp hội phụ nữ của huyện đã giúp đỡ hơn 1.900 hội viên vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh. Đặc biệt từ nguồn vốn này, 44 phụ nữ đã thoát nghèo. Chi hội phụ nữ thôn Bắc Sung, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn là một trong những điển hình thực hiện có hiệu quả các mô hình tổ tiết kiệm. Được thành lập từ năm 2017, chỉ có 20 chị em tham gia với mức tiết kiệm 500.000 đồng trên một hội viên trên một tháng. Đến đầu năm 2019, đã có thêm 20 chị em tham gia. Tổng số tiền tiết kiệm đạt hơn 240 triệu đồng. Qua đó hỗ trợ hội viên có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế gia đình, từng bước xóa đói giảm nghèo. Và ở trong cái quá trình mà tôi cũng đưa ra ý kiến là cũng muốn mở rộng cái mô hình chăn nuôi thì cũng được là chi hội là các chị em mà trong hội phụ nữ là tạo điều kiện giúp đỡ và cho vay cái số tiền tổng 3 lần vay, đó là mỗi một lần vay là 20 triệu và 3 lần vay là 60 triệu. Cũng thấy là mở rộng cái trang trại chăn nuôi này thì cũng được là chị em trong chi hội là giúp đỡ thì tạo điều kiện, tôi thấy có rất là hữu ích, hiệu quả. Mà trong cái quá trình đấy thì cái số vốn mà chị em góp vào và cho vay thì là cái mong muốn của tôi là cũng cùng với chị em địa phương, rồi là mỗi một lần đi họp chi hội thì chị em cũng thảo luận rồi chia sẻ với nhau để giúp nhau rồi làm để là phát triển kinh tế. Có thể thấy mô hình tiết kiệm được các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh triển khai một cách sâu rộng với các mô hình tiết kiệm phong phú như hũ gạo tiết kiệm, nuôi lợn nhựa, bao thóc vàng. Chỉ tính riêng năm 2019, thông qua các mô hình tiết kiệm được 288,4 triệu đồng, 1.341 kg thóc, gạo giúp 139 hội viên phụ nữ nghèo, vận động duy trì cá nhân tự tiết kiệm, nuôi lợn nhựa được 87,6 triệu đồng giúp 29 hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vay phát triển kinh tế. Duy trì các hội giúp nhau không tính lãi. Một số địa phương xây dựng mô hình thiết thực như quỹ phụ nữ giúp nhau xây dựng công trình vệ sinh ở Văn Bàn, tổ phụ nữ thu gom phế liệu ở 6 trên 17 xã phường của thành phố Lào Cai. Qua các phong trào tiết kiệm đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp đỡ hỗ trợ hội viên về vốn vay để phát triển kinh tế gia đình. Từ đó, nhiều hội viên phụ nữ đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Song song với việc làm theo Bác bằng cách tiết kiệm trong cuộc sống hàng ngày, cán bộ hội viên các cấp trên địa bàn tỉnh luôn nêu cao tinh thần nhân ái, sẵn sàng sẻ chia giúp đỡ những người khó khăn hơn. Trong năm 2019, các cấp hội phụ nữ đã vận động phụ nữ, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ 256,659 triệu đồng, hỗ trợ lương thực thực phẩm, ngày công lao động cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hoạn nạn, bị ảnh hưởng thiên tai, nhóm phụ nữ khó khăn được 3.616 kg thóc, 4.296 ngày công, 680 bó củi, quần áo ấm. Hội phụ nữ các cấp cụ thể hóa lồng ghép trong tuyên truyền, tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 và các phong trào thi đua yêu nước. Trong năm 2019, tổ chức 291 buổi tuyên truyền, thu hút 17.500 lượt người. Tiếp tục duy trì 322 mô hình học tập và làm theo Bác gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang. Phong trào thi đua học tập và làm theo Bác đối với các cấp hội thì trong thời gian qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
thì các cấp hội phụ nữ chúng tôi cũng đã triển khai các cái kế hoạch hàng năm xuống cho hội viên, cán bộ hội viên phụ nữ và học tập các cái chuyên đề hàng năm để trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thì chúng tôi cũng cái việc học tập và làm theo Bác ấy thì cũng được đánh giá hàng tháng và cũng là một cái tiêu chí để đánh giá cán bộ hàng năm đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai. Từ kết quả thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã và đang tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, góp phần tô thắm thêm những phẩm chất quý báu của người phụ nữ Lào Cai trong thời kỳ mới. Chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.